cần bỏ vô mình đổ nước thâu là mình úp, mình không có cần phải nấu chế biến gì nhiều nữa. Do công việc của mình nó rất là nhiều. Cái thứ nhất là đứng nhiều hay mỏi xương khớp. Cái thứ nhì là mình cũng bị huyết áp nữa, huyết áp cao nữa. Và cái thứ ba đặc biệt cái thứ ba là cái những trường mình đứng nhiều cũng hay bị bón, bởi uống cái nước gọi là cực tốt cho nội trường với đường ruột và huyết áp cao.